Ôi chào 500 anh em YouTube. Đến với chuyên mục là Grab xe quay làm doanh lớn 110 với giá là 12 triệu. Và cái xe này nè, là không phải cái xe này nha, cái xe này là xe của Đức Hòa, Đức Huệ Long An. Còn xe quay kia, cái xe của máy này là ở ngoài. Thì xong clip á, mình sẽ quay quay màu xanh Z1000. Thì cái xe này đến với tiệm mình với tình trạng là xe đang đi là doanh lớn sẵn, nhưng mà tan pha ba bạc lỡ. Và cái xe rất là im nha, nhưng mà anh nói là chạy kêu. Thì mình cũng cho những cái người lớn tuổi, ba mấy tuổi rồi ngồi kế bên ảnh á, khách á, anh trai cũng chạy thử, ta nói xe rất là im. Nhưng mà anh nói cứ nói là anh tay giật ra hết, kiểm tra cho em, bởi vì lòng của em là lòng đóng. Và em chạy em thấy nóng lên nó kêu ra lắm. Thì mình cũng nói rất là rõ ràng luôn, cái xe anh vô á, em chạy em thấy ngon. Chứ em không chơi thật cũ, em chạy em thấy ngon, thấy êm. Nhưng mà bây giờ anh muốn á, thì em sẽ giật ra em kiểm tra cho anh. Và em làm cho anh, đó. Thì bây giờ cái xe này mình giật ra thì đầu tiên á, đầu lòng của anh á, thì anh chảo đồ móc, nói chung là đồ khách thì mình trả về lại liền, tại có ảnh đó sẵn trả về lại luôn cho nó gọn, tiệm mình không giữ mấy cái đó. Thì cái đầu của ảnh, cái phần chảo này nè, là móc lớn rồi, bởi vì ảnh đi là trái 52.5 trái đầu cao đó, ảnh đi là 52.5 trái đầu cao, và ảnh sử dụng là chảo móc sâu sang bô móc. Thì bây giờ là mình sẽ gắn cho ảnh là một cái đầu OT của Thái. Và đúng đầu này luôn, OT Thái mã gạch 2. Rồi chảo là còn dinh nguyên hết, xăng bô chưa móc. Tiếp đó nó lòng của anh đang đi là lòng đóng quen pha. Mình sẽ thay cho anh bằng một bộ lòng cực kỳ chất lượng cao. Với thị trường hiện nay đó là một cái lòng quay Thái 110. Lòng này là nguyên siêu chưa xé bịch. Thì tùy vô cái trường hợp của xe và tùy vô cái nhu cầu của chủ xe, mình sẽ sử dụng lòng theo xe hay là lòng mới. À, lòng theo xe với lại lòng mới thì nó cũng chênh lệch không có nhiều đó. Thì cái này là lòng mới, và thực sự anh này thì anh muốn là đi một cái lòng full đầy đủ luôn, chưa đóng chưa gì, cốt không thì nó ngon. Đa số lòng theo xe mà cốt không á hiếm lắm nha các bạn, và giá rất là cao. Còn này là mình sử dụng full một cái lòng mới, chính hãng Honda Thái Lan, đầy đủ, có mã gạch tem tiết đồ rất là đẹp. Rồi là một bích tông này cũng vậy, bích tông này là đúng bích tông hãng. Thì mình bỏ một cái lòng này vô á, đầu tiên đây là sao cái đuôi sơ mi nó dày, nó sẽ khó xuất hiện cái hiện tượng là vũ đuôi bích tông. Và mình sử dụng một trái bích tông hãng cốt không mấy tăng đa đó, KFL. Cái này cũng mắc in Thái Lan luôn. Tiếp đến là bộ bạc, mình sử dụng một bộ bạc cũng là của quay Thái 110 và nhập Thái luôn. Rồi tiếp đến bộ nồi á, thì nồi ở đây mình sẽ canh lại bộ nồi của mình, nhưng mà cặp nhông hú anh có yêu cầu là giữ lại cặp nhông hú Trung Quốc này, bởi vì cặp nhông hú này là trên thực sự là trên xe là nó đã không hú, và anh cũng muốn đi lại cặp nhông hú này, cho nên mình sử dụng cặp nhông hú này lại. Mình sẽ thay bằng là những cái ruột này nè, là mình thay bằng cái ruột này là của quay Alpha, ruột này là của ruột Nhật, bởi vì cũ của anh cái ruột này cũng là ruột Trung Quốc luôn. Và cái bố á, mình cũng sử dụng là bố chính hãng, bố chính hãng, bố đen. Về phần nồi xe ảnh cũ cũng rất là bắt, nhưng mà làm sao bố ở đây á, là anh sử dụng bố cước dán, và lá bố là lá bố lô, đi một thời gian á, nó sẽ không bền bằng lá bố dinh đó. Thì với lại những cái người lớn tuổi, người ta không có đu bơi mà sử dụng bố này á thì rất là ngon và nó bắt, cho nên là mình sẽ dê giờ lại là bố hãng và đồ xịn hết cho ảnh. Và về phần nồi cũng vậy, rất là nhiều tranh cãi, ví dụ như là có nhiều người, người ta đăng lên người ta nói là khi mà làm một cái xe độ là phải đi bố độ bố cước độ. Thực sự cái đó là không phải, bố độ bố cước bắt hay không bắt là giờ mình coi mình canh cái nồi sâu và mình canh lòi xo sâu, đúng không anh trai? Đó, chứ không phải. Còn nếu mà bố trước hoặc là bố đua hay gì đó, thực sự người ta vẫn thích đi cái lá bố dinh rất là nhiều đó. Rồi thì cái xe này là anh trai đã làm rồi, mới làm có một tháng à, nhưng mà giờ làm lại, cho nên là mình sẽ tận dụng lại là lốc bơm nhớt của ảnh á, vẫn là lốc bơm nhớt xịn. Thì có lỗ bơm nhớt nè, nhưng mà nó không có ba chữ A như cái lốc 110 để làm cho cái xe rim này đó. Nó là HVN, lốc này lốc phụ trợ 1, còn lốc này của mình nữa là lốc quay Thái 110, nó có ba chữ A ngay đây nè. Còn này là KFL HVN đó. Cái máy này là máy để làm cho xe rim Thái lên máy 110.
thì lốc nhớt thì sẽ giữ lại, và bộ số xe này cũng còn mới, bộ số xe này còn mới cho nên là mình giữ bộ số lại. Thì cái xe này người ta đã lỡ làm nơi khác rồi thì cái lốc này giữ lại lốc của anh rồi. Rồi cái lốc này cũ thì bị xét nổ bù đông, người ta đắp hàng lại nhưng mà vẫn xài lại được bình thường hết, không gì. Mình chỉ thay bật đèn nè, những bật đèn này là mình thay rồi đó, mình thay bật đèn rồi là sẽ. Và xe của anh là gốc xe anh là xe Trung Quốc đó, anh lên full 110 dàn áo anh pha được hết rồi. Thì bây giờ là mình sẽ ráp lại cái xe này đàng hoàng. Và dên cũng vậy, thì một cái xe mà khi mà nhiều người người ta muốn canh cái xe lại, mà người ta nói là xe em mới làm mới canh mà vô anh tay canh lại giùm em. Thì mới, nếu mà các bạn mới làm mới canh á thì sao các bạn không về chỗ cũ các bạn canh, mà các bạn kêu anh tay canh lại giùm em. Ví dụ như xe này cũng là đúng là một cây dên mới thay, nhưng mà ảnh không thích, là chủ xe cũng biết là xe ảnh có chấm hàng chấm đồn vậy này thì ảnh không thích, ảnh mới nói là thay về lại một cây dên mới đi. Anh nói thay về lại cây dinh mới. Còn cái việc chấm hàng gì thực sự là nó vẫn không có làm hư xe hay gì hết, cái đó là nó chống xây má dên, nhưng mà xây không xây cái ắc nó nhẹ thì cũng tụt lút nó đi luôn, chứ có chấm hàng thì cũng vô nghĩa đó. Rồi tiếp đến đây là mình sẽ xé cây dinh mới, cái này là đúng cây dinh mới quay thái 110 hãng xé bịch luôn ha. Mình sẽ xé ra cho các bạn coi cái chấm hàng nó khác nhau như thế nào, và đồ đạc mình sử dụng á, những cái đồ chất lượng nó sẽ khác nhau đó. Ví dụ như đây là một cây dơn hãng thì ngay chỗ áp dơn của nó sẽ không có đắp hàng gì hết, và cái dơn hãng này sẽ xé bịch. Thì ngay chỗ áp dơn này á, và áp dơn này nè, các bạn có thể so sánh là nó không có chấm hàng, còn bên dơn hãng thì nó không chấm hàng, còn cái bên cây dơn này á là nó chấm hàng rồi, vì chủ xe không thích đó, cho nên là mình sẽ thay full cái dên hãng này vô cho anh chủ xe đó. Và tất cả đồ đạc của anh chủ xe là mình trả lại hết, không giữ lại bất cứ gì. Ví dụ như là cái này là đúng nghĩa là biết chơi nè, là đồ nào của em á anh giữ lại được thì anh giữ, còn không giữ lại được á thì anh thay đồ mới đó. Và mình vẫn nhận là 12 triệu bình thường. Rồi mình số mà ví dụ xài lại được mình trừ bộ số ra, lốc nào xài được thì mình trừ ra đó, vậy đó. Thì bây giờ là mình sẽ ráp hết cái xe này quay lên và mình nổ máy cho anh em coi. Rồi chào mọi người. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì bây giờ là cái xe quay Trung Quốc này là mình đã tiến hành ráp cái xe máy Thái 110 xong hoàn thiện. Thì mình nói ít nói nhiều thì không bằng cái người chủ xe người ta nói, và đúng anh, ví dụ như người ta nói mới là thật, với lại mình bắt ông chạy xa rồi ông cảm nhận được. Thì bây giờ là mình sẽ xin ý kiến của ổng, và trong clip em cũng nói rất rõ luôn là xe anh cũ, xe anh rất là im, không hư, nhưng mà thật sự luôn á, cũ của anh là chạy nóng nó kêu, đúng không? Đúng chạy nóng nó mới kêu, nên hồi bữa lúc mà qua cái ông kia chạy thử là lúc đó máy nó không nóng, đúng không? Đúng rồi. Tại xe anh lột cam cò đồ cũ xe anh đâu Phúc, thì xe anh là bị lột cam cò cho nó kêu đó. Thì bây giờ ví dụ như cái xe trước khi làm anh chạy như thế nào, anh phải cho khán giả cảm giác rõ ràng về cái bài của anh, của cái bài cũ anh là dên lớn tại Alpha 52 trái đầu cao, giống như là đi ba bạc lỡ. Còn bây giờ cái bài này em ráp cho anh là full máy dinh của quay Thái 110 đó. Thì bây giờ ví dụ như là cái máy cũ anh sao, anh chạy anh diễn tả sao, anh nói mọi người rõ luôn. Còn bây giờ cái máy này nè, em ráp lại full cho anh một cái máy 110 mới, anh chạy thấy sao, anh cho mọi người một cái cảm nhận mà rõ nhất nha. Thì xe của mình á, thì lúc trước thì chạy á, nóng máy nó kêu quá mà tính mình thì cũng khó chịu lắm, cho nên mình đem qua cho anh Tây làm lại nguyên một con Zin 110. Thì sau khi mình thử xe thì mình thấy rất là êm, mình cũng thích cái này. Nhưng mà cũ xe anh chạy mạnh hay chạy sao, bây giờ bài này thì nó làm sao? Cũ thì xe mình đương nhiên nó mạnh hơn giờ, bây giờ thì nó chạy cũng bình thường thôi, nhưng mà nó êm là mình thấy được rồi. Nhưng mà nồi niêu đồ bóp không? Niêu thì cũng bóp bình thường như ấy thôi. Thì ví dụ như cũ của anh á, dĩ nhiên nó mạnh á là do là anh đi là tới trái 52 mà trái đầu cao lận, là cái thứ nhất. Cái thứ hai trái bê tông bữa chưa trả luôn hả? Đây, đây là trái bê tông.
cũ của ảnh là 52 trái đầu cao, lần cổ này mình đáp lại trái bê tông Vinh của quay Thái 110 à, nó nhỏ hơn nhiều và nó đầu bằng nữa thì dĩ nhiên là nó phải yếu hơn cái cũ của ảnh, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đây, cam của ảnh lột, cũ cam ảnh lột cho nên là nó dẫn đến quá trình là chạy nóng chiêu, là do đó mình tranh cái đầu nó bị thốn đó. Nó cái xe này anh mới làm mà thì bắt đầu là nó xuất hiện hiện tượng lột lột có cam, cho nên là giống như là dạng thốn nó sẽ đầu á, cho nên nó mới kêu. Còn này mình ráp về lại máy Vinh á, nó chỉ chạy tròn nhẹ nhàng và êm ái, giống như là có mạnh hơn những cái xe Vinh chứ không phải là mạnh hơn xe anh đó, mạnh hơn những xe Vinh chút, nhưng mà là đủ đáp ứng được cái yêu cầu của ổng. Như hồi nãy ông nói luôn, ổng rất là khó tính, cho nên là bữa khi mà nhận cái xe ổng á, thực sự là đầu tiên là tiếc, đúng không? Tại bữa có nói là không có muốn làm đúng không? Dạ. Tại vì khi anh mới làm là cái thứ nhất, nhưng mà thấy cũng im lắm. Nhưng mà khi mà anh chạy tới là xe nó nguội á, với lại cũng mấy người kia chạy thử xe nó nguội mình không thấy được lúc mà nóng nó kêu. Đó, càng để lâu nó sẽ càng kêu lâu hơn nữa. Xe anh mà ví dụ anh đi 2-3 tháng nữa nó kêu như lục dên vậy đó. Dạ đúng rồi. Đó, bây giờ lại em khắc phục hết cho anh. Rồi cái phần máy, mà phần máy mới ráp này nè, anh có cho thêm cảm nhận gì thêm không? Thì mình cảm thấy nó êm hơn trước thôi, chứ còn để thời gian sau mình nó trả lời. Đúng rồi. Còn bô thì mình gắn vô cái bô là hai na, cái bô quay Thái 204 á, cổ đen á, cái bô này vô xe này thì nó đẹp hơn, đít xéo rồi đúng cái form của ổng nữa. Rồi mình cho mình mượn chìa khóa một cái đi đó. Rồi em trai quay luôn đầu lòng luôn, đầu lòng này gắn lên xe rất là hầm hố, xe ổng đang có cái sườn 110 sẵn nữa nên rất là đẹp, vô xe là hợp lý. Rồi giờ là mình sẽ nổ máy xe cho mọi người coi. Đó, đầu là đầu OT theo xe, lòng là full cái lòng mới. Để chơi là hết sách luôn nha, nhiệt tình luôn á. Bình xăng là 110 là ổng có sẵn, thì mình lấy bình xăng của ổng có sẵn mình canh lại cho ổng, không thay bình xăng khác, chỉ thay cái bô quay Thái 204 thôi. Rồi, vậy bây giờ chào 500 anh em YouTube, mình kết thúc clip này cho ổng về nha.